Hello, xin chào cả nhà nhé. Buổi sáng ngày hôm nay là mình có đi rừng, nhưng mà là mình sẽ đi để bắt cái tổ ong. Mà hôm qua thì mình cũng đi thăm bẫy và cũng tình cờ dừng xe ngay ở đây, và mình ngó nghiêng thì cũng có phát hiện một cái tổ ong bỏ về, nó ngay ở dưới này anh em ạ. Nó ngay ở dưới này thôi. Và không biết là mình cũng chưa xem, cũng không biết là nó to hay là bé nữa, thì chắc là mùa này thì cũng khá là to rồi. Đi lại rất là nhiều anh em ạ. Thì mình sẽ xuống khám phá mở xem là nó có mẩy hay không và nó có to hay không nhé anh em nhé. Và đấy, con mẹ của nó đi lại rất là nhiều luôn anh em ạ. Và mình sẽ lên trên kia để mặc cả đồ bảo hộ, và mình sẽ đưa anh em xuống để cùng mình mở xem là nó có mẩy hay không và nó có to hay không. Thì mình sẽ chuẩn bị nhé. Và đây chính là cái bộ đồ bắt ong của mình, gồm mà một bộ quần áo này và ủng và găng tay, chỉ thế thôi nhé, và thoải mái bắt ong rồi. Khi mình đi găng tay thì mình đi lồng 3 đôi vào anh em ạ, nó chắc ăn nhé. 3 đôi găng tay. Và giờ mình sẽ mặc. Và giờ mình đã mặc đồ bảo hộ xong nha anh em nhé. Và mình sẽ xuống khám phá thôi. Nó ngay ở dưới này nữa nha anh em nhé. Không biết là có mẩy hay không thì nó khá là to anh em ạ. Đây nhé, cái tổ ong đây nhé, nó khá là to. Đây
thật to anh em ạ. Đây nha anh em nhé, cũng khá là to nhưng mà cũng không phải mẩy lắm, thì cũng gọi là tạm được thôi. Đây nha, chúng đã chinh phục được rồi anh em ạ. Và mình sẽ đi lên đường. Cũng không mẩy mấy nhưng mà chắc chắn được cả bữa cháo rồi anh em ạ. Trời nắng rất là mệt luôn. Và mình sẽ xuống chỗ dâm. Và đây là chiến lợi phẩm của mình anh em ạ. Nó cũng khá là to rồi nhưng mà cái độ mẩy của nó thì không mẩy mấy. Nó đang làm cái thêm một miếng nữa nhưng mà mới chỉ có trứng thôi. Vậy là cũng được cả bữa cháo rồi anh em ạ. Tối nay thì mình cũng có được bữa cháo rồi. Nó có 1, 2, 3, 4, cũng có 5 tầng nhưng mà 5 tầng bé thôi. Còn có rất là nhiều con mẹ anh em ạ. Nhưng mà nó bay ra thì nó cũng lại bay đi thôi, không nó không biết chích người rồi. Những con này là con non anh em ạ. Nó mới không biết bay ra khỏi tổ. Vậy là mình đã chinh phục được tổ ong. Chắc có tầm 1 cân anh em ạ. Mình cũng thấy khá là nặng tay. Và cũng nhìn cũng khá là mẩy. Và tối nay mình sẽ làm một bữa cháo anh em ạ. Lâu cũng khá lâu rồi không được bữa nào. Cái tổ hôm trước kia thì mình cũng làm cháo nhưng mà cũng được chắc là nửa tháng hoặc là 1 tháng gì đấy rồi. Thì mình sẽ lấy tổ này về lại làm cháo tiếp. Cái loài ong
bỏ vé này nó cũng không được to lắm. Cái cỡ tầm cỡ này là cũng hết cỡ rồi. Cứ mỗi lần lấy ong xong là toàn bị ắt xì hơi thôi. Bởi vì là cái đái ong của nó ra thì rất là hắc. Con chúa ở bên trong này nhé anh em nhé. Mình sẽ cố khều ra để mình thả nó đi. Đây đây con chúa đây. Con chúa nó cũng to hơn con bình thường anh em ạ. Con bình thường nó chỉ như này thôi. Con bình thường nó chỉ như này nhưng mà con chúa nó to hơn. Đấy, nó gần gấp đôi nhé. Đấy, con bình thường kìa. Đấy, con chúa nó to hơn nhiều. Và mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em nhé. Mình đã chinh phục được tổ ong. Và giờ mình sẽ đi về thôi. Trời nắng lên là cũng khá là mệt. Bộ áo bắt ong nó rẻ thôi anh em ạ, chỉ 300 dưới đổ lại thôi thì cũng bắt ong rất là tốt rồi. Và hôm trước kia mình cũng có thấy cái ong vàng nó tha mồi xuống cái khe bên trên kia. Nhưng mà mình chưa có thời gian để tìm. Ngày mai ngày kia thì mình sẽ cố gắng tìm xong là mình sẽ lại bắt cái tổ ong vàng kia. Cái ong vàng nó không phải là hiền như cái loài ong bò vé này đâu. Cái loài ong kia là nó đuổi rất là dai. Và nó cũng rất là hăng. Và mai mình sẽ cố gắng, mình sẽ tìm và mình sẽ chinh phục nốt cái tổ kia. Và giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhé anh em nhé. Anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng và làm nhiều video mới hay hơn. Chào anh em.